và các đi đến kia. Chị đi cùng đây cả. Ừ, chị đi mình đây của em mời cơm. Số lượng một người. Em cả hai. Chứ vào chỗ thì đặt như này thì bao giờ đi thành bằng. Nếu mà có cái kịch bản. Hãy subscribe cho kênh Nam. hân hoan, có cha là mai vắng lấy vàng ôm thức chuối tràn đít ra lắm câu đó bị thù. Văn hóa, thể thao và du lịch. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Trong không khí cả... Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó ban tuyên giáo tỉnh ủy. Về dự buổi lễ hôm Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo các hoạt động văn hóa chào mừng thành công Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất năm 2010. Trong 4 ngày, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5 năm 2010, tại tỉnh Thái Nguyên diễn ra các hoạt động văn hóa du lịch chào mừng thành công của đại hội. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của nhân dân cả nước kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Sóc Trăng, Ninh Thuận, Trà Vinh, Con Tum, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội. Với hơn 50 gian hàng và 20 đơn vị cá nhân doanh nghiệp tham gia triển lãm. Có đực cá voi thì người ta cho rằng là cá voi thì làm được thuận và giúp ngư dân khi gặp hoạn nạn trên biển là lễ hội cầu ngư diễn ra mỗi năm rất là khác nhau về thời gian là các địa phương. Tuy nhiên ở cái vùng Mân Thái mà chúng tôi giới thiệu bảo tàng này tôi giới thiệu nó được diễn ra vào ngày 26 tháng 9 và 23 tháng 3 lịch năm. Kinh doanh thi công của chúng tôi rằng là Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ thực hiện qua cái ngôi nhà truyền thống của người Kinh ở Bắc Bộ. Đến cái bài bên cô ra đâu? Đéo buổi chiến này đéo thôi chứ. Đó là từ đầu năm tiên và cũng là Thưa các anh chị đại biểu, trong dân gian người ta thường nói ạ, cây có gốc mới nở cánh xanh ngọn, có nguồn để dòng sông sâu, người ta có gốc. Người ta nhìn khi sau làm ba la hương là hùng à diêu rơi dưới cái thân xa đi à nơi ơi. Đấy. Lên tay á. Đấy. Đấy lên à.